Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô Tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay chúng tôi lại về thêm cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe Pajero Sport phiên bản máy dầu số sàn một cầu, sản xuất năm 2016. Hôm trước thì tôi mới bán con màu đen 2017, nhưng hiện tại thì tôi đang bán con 16 này nhá. 16 này thì cái mẫu xe này thì mẫu xe 7 chỗ, gầm cao, máy thoáng, sản xuất tức là thương hiệu Nhật Bản Mitsubishi. Các bạn có thể thấy Mitsubishi Xpander. Đây là Mitsubishi Pajero Sport, là phiên bản cao cấp của cái dòng xe Mitsubishi. Mitsubishi có thể các bạn có thể kể đến Xpander này, Outlander là và Pajero Sport là phổ biến tại thị trường Việt Nam các bạn nhé. Xe này thì giá rất là rẻ rồi. Xe sản xuất năm 2016 nhưng giá chỉ tương đương với những cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn sản xuất năm 2011 và năm 2012 quý anh chị các bạn nhé. Xe này thì cũng mới về đây, chúng tôi cũng chưa kịp dọn rửa đi các bạn ạ, chưa kịp dọn rửa đâu, nó nguyên bản như này các bạn nhé, nguyên bản như này. Anh chị em nào quan tâm thì hãy gọi điện số điện thoại 0939063333. Xe đang có hơ một vết xước ở phần phía trước bên phụ. Đấy, bên lái và bên phụ các bạn nhìn nhé. Đấy, sản xuất năm 2016 các bạn nhé. 2016. Rất đẹp. Rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Pajero Sport, bên này có đây, cũng mới về cả Land Rover đây. Cốp sau này. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì các bạn sẽ phải quan tâm đến nhiều yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngập nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị các bạn hay không. Đấy, thì điều đấy là điều vô cùng quan trọng các bạn nhé. Rất đẹp các bạn nhé. Chất liệu ghế đây. Chất liệu ghế nhé. Ghế màu da bò. Đấy. Xe thì chúng tôi đảm bảo cam kết là xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị tháo cổ máy, và giấy tờ an ninh an toàn là đảm bảo cho các bạn, cho quý anh chị các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Keo xỉ này, động cơ thì phải đảm bảo chắc chắn các bạn nhé. Đấy, keo xỉ. Rồi, các bạn thân mến thì xe này chúng tôi đang chào bán với cái mức giá khá hợp lý. Nó chỉ tương đương với lại những cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn sản xuất năm 2011-2012. Chào 575 triệu các bạn nhé, 575 triệu, giá thì có thể thương lượng được một chút. Anh chị em nào quan tâm thì gọi điện số điện thoại 0939063333. Chúc các anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.